Hello anh em và mọi người. Ok chào mừng anh em và mọi người đã trở lại với cả con game đó chính là Sunwin nhé các bạn nhé. Tôi sẽ tải mấy cái này về xem nào Đầu tiên thì chúng ta có thể xem ở cái cầu đó chính là cầu Witcher. Uh... Bệt luôn không? <laughs> Đứt thể không nhỉ? Làm mẹ chăm đi cho nó khát bọt đi mà. Làm mà chăm tài nha anh em nhé. Hôm nay vốn là hai củ, hai củ chẵn. Chúng ta có thể xem được cái cầu này xem chúng ta có ok hay không? 10 cái địt mẹ à chúng mày. Nói cái lồn này mười thật à? ok nhá, thì chúng ta sẽ đi vào cái trò đó chính là sóc đĩa chim tứ linh và tài xỉu xuống win để chúng ta có thể chơi ở trong cái game này ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì anh em và mọi người cũng thấy rồi đó chính là vốn mình hai củ thì chúng ta đã chơi thì thua mất 1 triệu à 100 thì còn một uh, triệu 9 uh, chúng ta sẽ chờ nó tải game xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu chơi nha các bạn nhé anh em nào mà chưa có link tải game thì chúng ta có thể ấn vào phần mô tả của video cũng như là dưới phần bình luận để chúng ta có thể tải game một số cái game mà uh, phải nói là cũng ok chơi được uy tín làm rút nhanh chóng một một thì mình cũng để luôn ở phần mô tả của video nha mà mọi người có thể nhấn vào đó để đăng ký và tải game nha bảy báo tai à? xỉu cái lơ thằng nào cũng báo tài luôn tội đéo biết có tài hay không nhiều thực kệ mẹ à, chúng nó mình không quan tâm các bạn ạ tại vì mình đã không đánh rồi là không quan tâm nhưng mà chúng nó bảo là 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 là, 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 là tài định chẳng biết có tài hay không vẫn là năm bốn một à <laughs> Không sao cả <laughs> Vẫn là 541 các bạn ạ Nhưng mà thôi kệ mẹ chúng nó đi Thử xem con vào cái trò live stream Nó còn phải bắt chờ đã anh em ạ Chờ tải xong nó mới cho vào Được rồi tải rồi Xem vào cái này cái hình như mới chiều nay mới lổ rồi Tại vì hôm nay tôi mới nhìn thấy 2 tỷ mấy Mà bây giờ còn có Đâu đó là Xem nó có nói không? không nói luôn các bạn ạ <laughs> tại vì sao đó chính là vì cái máy này như là nó 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 máy này nó máy này nó bị hơi vướng đây hôm nay nó nổ chẵn tiếp à mùng 1 tháng 9 nổ chẵn này nổ chẵn lúc uh, 5 giờ sáng cộng với cả 6 giờ sáng nổ hai phát liên tiếp à rồi cũng không quan tâm luôn nhưng mà tôi tự nhiên phát hiện ra tứ linh thấy đánh vui hơn đấy các bạn ạ tứ linh nó 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 thiên về nhiều cái khi mà chúng ta đánh nẻ thì nó ok hơn nếu mà đánh chẵn thì có khi đánh cái cầu kia được ạ ô bốn cái lẻ luôn này bây giờ có ra hai cái chẵn đó nhỉ chẵn này tôi nghi vẫn là vẫn còn một cái chẵn đấy, đấy các bạn ạ tôi sẽ đánh năm chục lẻ để chờ cầu nhá nếu mà nó chẵn tiếp thì vẫn sau tôi đánh mạnh còn nếu mà nó lẻ thì ok vẫn ăn lẻ tính sau đây 50 chục lẻ Nếu mà nó về lẻ thì tôi sẽ bỏ Nếu mà về lẻ tôi sẽ bẻ bỏ Tôi đánh cầu 1-1 Tên này lẻ thì có thể là ba trắng không? Giờ đánh thêm năm chục ba trắng. Ưa, ừ, sắp hai và lìn. Không nhưng mình cũng nghĩ là nó vẫn về sắp hai của này mà. Tay này thì đánh lẻ nghe có vẻ hợp lý hơn. Có thể rất có thể là sẽ ra hai lẻ các bạn ạ. cái này thì đánh mạnh được. Ba trắng nữa. Đấy, khi mà chúng ta đã quyết rồi đánh mạnh cũng ok. Trắng 3. Trắng 4. ựa ừ, ba đỏ cũng được các bạn vì mình kết nẻ 300 dư một, uh, 103 dư 104 không sao 104 ván trước thua 150 <laughs> âm uh, chúng ta đã bị âm mất uh, 10.000 thì ván này chúng ta đánh trăm rưỡi luôn bây giờ vô tình thì thật sự lỗ cái hũ này nếu mà đánh với cái số tiền của chúng của chúng ta thì thật sự là không được bao nhiêu nhưng thôi thì cứ bừa thôi gọi là cá bừa nha anh em nhé, cá bò ăn bao nhiêu thì ăn, không ăn thì không sao, Sắp hai luôn, tôi cũng đã nghi ngờ vấn đề đó chính là cái cầu một một, cầu nó đang hơi thiên về lẻ một xíu nhưng mà cầu một một thì nó sẽ ok hơn, thì ván trước nó về đó chính là ba đỏ rồi thì ván này chắc về ba đỏ thôi các bạn ạ, rồi. kết ba đỏ lòi pha ra không biết là có ra ba đỏ hay không. Trời ơi, thật sự là, là 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 nhiều khi các bạn phải nói đơn giản là mình phải biết đánh cơ chứ không phải là không phải đơn giản tự dưng mà nó về được như thế đâu các bạn ạ. Cái cầu tứ linh này thật sự là tôi tôi cảm thấy là tôi thích đánh hơn là bên 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 nai rất nhiều luôn anh em ạ. Sau này mình đang nghi nó sẽ về tứ các bạn ạ thì tôi sẽ đánh mỗi bên uh, hai chục đấy như này thôi tức là mất năm chục tôi cũng đánh uh, sáu chục ở đây nếu mà ăn thì coi như là xuân hòa đúng không chấp đôi thì phải chịu thôi nhưng mà khó thật sự là tôi đã nghĩ là sắp đôi nó khó rồi bệt lẻ một tay nữa đúng không? Tay này về ba đỏ không rồi Rồi ta lại không đánh vị nha các bạn nhá. Thực ra là đánh vị thì cũng tốt thôi Thực ra đánh vị cũng tốt thôi Nhưng mà nó ăn thì ăn nhiều Nhưng mà thua thì cũng thua Nhưng mà chúng ta những quả không kết Không biết vị gì đánh bừa thôi Đánh bừa một phát như này thôi Rồi húp lẻ 300 cũng được mà 300 là một ngày công của những người anh em vất vả rồi OK thì mình xin phép dừng video tại đây thôi. Link tải game thì mình có để ở phần mô tả của video cũng như là dưới phần bình luận. Anh em và mọi người nhắn tin ở phần mô tả của video cũng à, nhắn, à, ấn vào phần mô tả của video cũng như là dưới phần bình luận các bạn có thể à, tải con game này hoặc anh em có thể tải là sunwin943.win. À, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em và mọi người. À, chúc các bạn thật nhiều may mắn. Đừng quên cho mình xin một like vào video và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Bye bye.